Từ đầu năm 2023 đến nay, ngành ngân hàng và các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện Bảo Lâm đã đẩy mạnh hoạt động tín dụng giải ngân cho gần 18.000 lượt khách hàng vay với doanh số trên 9.900 tỷ đồng. Theo đó, các ngân hàng thương mại đã giải ngân cho trên 7.150 lượt khách hàng vay với doanh số gần 7.930 tỷ đồng, bằng 133% so với cùng kỳ năm trước. Các quỹ tín dụng và chi nhánh quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn giải quyết cho gần 7.730 lượt thành viên vay với số tiền trên 1.877 tỷ đồng, bằng 116% so với cùng kỳ. Và phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải quyết cho trên 3.000 lượt hộ vay với số tiền trên 127 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, giúp các khách hàng trên địa bàn có điều kiện đầu tư vào phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định cuộc sống, đóng góp vào xây dựng và phát triển địa phương.